Một nó khu nhà mới xây ở gần Katy, gần nhà Lee. Cách đây là khu Fuxiu, gọi là khu Katy mới của Houston đó các bạn. Khu này là sắp có nhà máy của Tesla đến gần khu này nữa luôn nha các bạn. Dẫn các bạn đến một khu nhà mới xây ở gần Katy, gần nhà Lee. Cách đây là khu Fuxiu, gọi là khu Katy mới của Houston đó các bạn. Khu này là sắp có nhà máy của Tesla đến gần khu này nữa luôn nha các bạn. Thì khu này cách chợ Edgemark, là khu Asian Town ấy, khu của người châu Á, là khoảng 20 phút lái xe thôi. Khu này đang phát triển mới rất là đẹp. Đây là một cái mẫu nhà Perry Homes mới. Khu này tên của nó là Cross Creek West nha các bạn, và mức thuế của khu này đang là 3.3%, là mức khá là phải chăng cho nhà mới rồi. Còn HOA là khoảng 1.300 một năm. Nói chung mọi thứ đều rất là vừa phải. Trường học của khu này cũng thuộc dạng là khá là tốt. Thì khu này là khu mới phát triển nên là gia đình trẻ đến nhiều, con cái gia đình, nói chung là xây dựng cho gia đình nhiều. Cái nhà này là khoảng 2.300 square feet nha các bạn, là khoảng tầm 230 mét vuông cho diện tích nhà một tầng. 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ chứ, sorry, 4 phòng ngủ, để có thêm một cái phòng ngủ này Ly hay quên này. Đây các bạn coi này, vừa đi vào cửa nhà một cái là sẽ có một cái phòng ngủ ngoài này dành cho khách, và có riêng một cái nhà tắm full size luôn, toilet và nhà tắm full size luôn ở đây, dành cho nếu mà khách mình đến hoặc là nếu mình ở hết diện tích thì cũng rất là tốt. Tức là coi như tính ra là nhà có hai cái master bed đó các bạn. Đây là một cái master bed nhỏ này đó. Ly thấy càng ngày họ xây dựng càng phù hợp với cả cái nhu cầu sử dụng nhiều hơn. Những cái nhà mà diện tích vừa phải á, là họ bỏ luôn cái phòng dining room đi, không dùng nữa. Cái khu này là đúng ra nó sẽ là gara nha các bạn, nên các bạn đừng có nhìn, đừng có tính nó là phòng. Nếu mà nhà thật thì nó sẽ là gara, còn đây là nhà mẫu thôi, thì họ mới làm thành office thôi. Thì Ly thấy bây giờ nhà đang làm rất là hợp lý, càng ngày càng hợp lý hơn, bởi vì thực tế như nhà Ly nhá, không bao giờ Ly dùng cái phòng dining room hết, vô cùng hiếm. Lúc nào cũng là ngồi ăn ở ngay cái chỗ này ở phòng khách này. Thì nó kết nối giữa phòng bếp và phòng khách, thì khu dining nó nằm đây luôn, rất phù hợp cho nhà nhỏ, và như thế mình thêm một cái phòng nữa luôn để ở. Thì ở đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì hiện tại Ly thấy là có cái xu hướng là họ hay làm hai màu. Năm nay này, tức là bếp chính thì sẽ màu nhạt, còn cái giảo á, thì họ sẽ sơn màu đậm để cho tương phản với cái mặt marble top này, cũng rất là đẹp. Giá cả của cái nhà này điều quan trọng nhất các bạn muốn coi đúng không? Là cái nhà này là base của nó là 390, nhưng mà với cái nhà mà các bạn đang coi là đã được upgrade lên khoảng tầm thêm 50 ngàn nữa rồi, tức là khoảng 400 3 440 gì đó. Đó thì đây là những cái nhà này là upgrade gần như là full luôn rồi, nhà mẫu thì lúc nào cũng thế. Đây các bạn nhìn khu bếp này, nó sẽ mở ra khu dining luôn. Cái đây là cũng là một cái bàn full size dining, có thể ngồi đầy đủ ở đây được. Có cái phần cửa sổ ở đây là kiểu mới này, là họ làm cửa sổ là từ trần lên đến sàn luôn, từ sàn xuống trần luôn, rất là cao. Cửa riêng cửa sổ là 8 feet rồi, trần là 10 feet nữa, nên là mình cảm giác cái nhà nó cao hơn cái 10 feet đúng góc thực tế của nó. Còn đi qua đây là phía khu vực phòng khách. Thì ở cái nhà mẫu này thì nó nhìn ra cái phần hồ, một cái hồ đào, nên là nó có cái cửa để đi ra ngoài này. Đó, khu này là nhìn ra cái phía hồ. Rồi, quay trở lại trong nhà nha các bạn. Ở trong nhà, bây giờ mình sẽ đi vào phòng để cho các bạn coi view từ phía cửa vào phòng khách, liền phòng ăn, liền phòng bếp. Nó là một không gian mở rất là rộng, nên là dù diện tích có 2.300 square feet thôi, nhưng mà cảm giác nó rất là rộng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thăm phòng master bed nha. Phòng master bed nó nằm ở cái phía phòng khách này luôn. Phòng master bed cũng master bed có cửa đi ra, nhìn ra phần, nói chung cái cửa rất là cao, nhìn ra phía ngoài trời, đón cái ánh nắng vào buổi sáng. Phòng này diện tích nói chung cũng vừa phải để cho gia đình mình ở, nó cũng không, bây giờ nhà Texas nó cũng không xây kiểu quá quá mức là to như là trước nữa các bạn. Đây là phòng tắm của phòng master, là có hai cái bể này là hơ và hít này. Đó, này là cho vụn bên vợ, này cho bên chồng khỏi tranh nhau, bầy bừa thoải mái, ông chồng bầy bừa thoải mái, vợ không complain nữa các bạn. Rồi, đây là phòng tắm, bồn tắm full size rất là bự. Nhìn ra cái phần cửa thì đã được làm mờ, nhưng mà đón ánh sáng vào
tắm rất là thích. Ở đây là phòng closet, walk in closet, bước vào. Chỗ này là cái cabinet để đồ phòng tắm. Đây là cái shower. Shower bây giờ là đi thấy họ làm là cũng hay làm cái phong cách là tối. Ở dưới trần, ở dưới sàn hoặc trần thì là màu sáng thôi, còn lại là tối. Rồi, giờ mình sẽ cho các bạn coi nốt hai cái phòng ngủ nữa nha. Mình vừa đi coi nhà mẫu nên mình vừa học cái cách trang trí nhà luôn, hỏi tốn tiền thiết kế. Nếu mà bạn nào mà có khiếu một chút thì mình cứ đi coi như này á, mình cũng sẽ biết được cái cách mà mình thiết kế như nào cho nó phù hợp. Đây là hai phòng ngủ còn lại thì nó chung cái bathroom check and drill này. Hai phòng ngủ thường là sẽ là cho hai đứa con. Đây, phòng ngủ cho bé trai. Và ở phòng ngủ này cũng bé trai luôn. Kiểu đây là gọi là trung tính. Dễ thương ha. Room room. Đó, thì phòng ngủ thì đều có cái closet để đồ riêng. Còn đây là cái closet chung. Có thể để thêm đồ ở đây. Rồi, vậy là Ly vừa giới thiệu cho các bạn xong một cái mẫu nhà Perry Homes, là một cái builder rất là tốt nha các bạn, high quality. Nhưng mà trong cái khu Cross Creek West này mới xây nên là giá cả đang rất là phải chăng. Chỉ với hơn 300 ngàn đô thôi là các bạn đã có sở hữu một căn nhà có floor plan và có những cái tiện nghi như thế này rồi. Thì các bạn nếu mà cần có nhu cầu mua nhà ở Houston, Texas và các thành phố phụ cận á, thì có thể liên lạc với team của Ly, contact Ly để ở dưới phần mô tả description nha các bạn. Cái khu hiện tại bây giờ thì cái giá mà vay tiền để mua nhà thì khá là cao, không có được như ngày trước nữa đâu các bạn. Nhưng mà giá nhà thì đang rất là hợp lý, đang bình ổn lại, nó gọi là equalize lại sau cái dịch Covid. Mọi thứ đang, giá nguyên vật liệu, mọi thứ nó đang rất là ok rồi các bạn. Để là một cái thời gian thích hợp để mua nhà. Thật sự thì nhiều bạn mua nhà cứ nghĩ đây có phải thời điểm để mình mua hay không, mình có nên đợi hay không. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Ly, Ly đã mua vài cái nhà rồi, kinh nghiệm bản thân của Ly mua nhà cho Ly thôi nhé, chứ không phải mua nhà cho khách hàng, là Ly cứ thấy là khi nào mình mua nhà vài năm sau nó cũng tăng lên giá trị lên, là đặc biệt là nhà những thành phố đang phát triển như Houston, Texas này. Và khu vực này thì Ly còn mới nói với các bạn đầu video đó là Tesla cũng đang chuẩn bị xây nhà máy ở khu Brookside và rất là gần khu Fushio này, cận nhau luôn á. Nên là nếu mà bạn nào có nhu cầu thì cứ liên lạc với team của Ly, Ly để contact ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ly. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.